Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Animal 1 và thực sự đã ra gần một tháng rồi. Tôi chưa làm video cho các bạn xem, ok. Thì dạo nên là tôi có chuyển sang kênh tên là để tôi làm video. Tôi làm về mấy cái chủ đề linh tinh khác thôi. Các bạn thích kiểu ủng hộ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Honoka Chimnitzel. Giống như là cái phần mà trong tôi đài video mình đã nói đấy. Thì cái mod này là cái mod mà nó sẽ đưa Honoka và Dead Cell các bạn ạ. Mod này nó nặng gần 100 mê cơ. Đấy. Nặng 100 mê, tôi không biết liệu trong đây nó sẽ như thế nào nữa. Nó sẽ tuyệt đỉnh như nào, kiểu có boss rồi mấy cái con quái ấy. Ok, chỉ hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá trong một cái mod này nhé. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub nhé. Mình giờ chưa được 500 sub nữa. Bực thực sự anh em ạ, buồn thực sự. Ok, thế cùng bây giờ map nó kiểu loát nó hơi lâu tí anh em ạ. Rồi loát nhanh lên rồi xuống nào. Ui quả thấy cái băng ghế kìa. Ồ phim Hollow Knight này nó rộng hạt với cái băng ghế và cái nhân vật gì mà ngồi trong Hollow Knight ấy. Rồi bây giờ khiên ạ. Ui 5000 cái bạn. Ui khiên gỗ mà, khiên gỗ VIP đấy anh em. Khiên gỗ mà mới cấp 1 mà 1000 đam rồi. Mới khiên 4 thì khiên 4 thường nha các bạn. Ui mình đi không, mình đã đi xung quanh rồi chả thấy gì cả. Ồ đi thử xung quanh nhưng mà có được ẩn gì không? Không có gì ạ. Ồ cái đá sâu, cái đất đá đó sâu sâu dã man anh em ạ. Ồ ok buồn nêu. Ui gì kia? Cứ gai cái gì vậy? Ok mình sẽ khám phá nó cho nó sau nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đây. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái mod này. Ok thì mình sẽ thử xuống cho bác sĩ mà. Ui what the fuck đi đây. Con này con gì vậy? Mình chơi Hollow Knight rồi nhưng mà mình chơi gây gà là mình toàn chết thôi. Mình bực quá không chơi nữa. Đấy, mấy con này nhìn thề đầu tư dã man các bạn. Cái chỗ góc ngồi đầu tư cực. Ui, ok, có bác sĩ thôi. Đây chỉ có bác sĩ, có xem ông thay outfit nào. À, ông này là ông kiểu nhà thiết kế này. Ờ, sao cái bộ đồ nhà vua nó như này. Ok đi. Chúng ta sẽ mặc lại cái bộ này. Bây giờ thì, đấy, anh em, đấy. Mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái full nail. Thì cái mod mình chọn là cái full nail Honoka nó sẽ được tốt hơn, kiểu nó sẽ được tăng thêm tốc độ bắn này. À không phải tốc độ bắn mà tốc độ đánh. Ừ. Với cả là cái tầm xa của cái con kiếm nữa các bạn ạ. Cái này tôi nghe được dịch ra là nó giống như full nail ấy. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chiến mod, chiến quá trở nha các bạn. Chúng ta sẽ chiến mod bởi vì mình biết là quá trong map này nó quá trong cái mod này nó không thay đổi các bạn. Nó chỉ là mấy con của này thôi, không có con nào từ hơn Honoka cả. Rồi đó. Ôi chết quên mất. Ơ mà sao mà cái khiên này đam rất to nhưng mà đây đấy 500.000 nam này sao mà thế chị, nó đánh mà kiểu ba nó chết thì sao anh em ạ. Kỳ dạ thật sự. Ok mình sẽ chém một elite. Để ra đây anh ơi, ra đây ra. Ôi tôi chém mẹ đi anh em ạ. Rồi thì đánh khó gì cho mệt. Rồi đập nó luôn anh em. Kiếm này nó thật. Cái full nail này, cái full nail được nâng cấp này tôi thấy nó quá là đỉnh luôn anh em. Đó không chém xuyên tường được anh em ạ. Chém xuyên tường được, chém xuyên tường là ngon đấy. Rồi đến đây, ra đây. Mình lên nó mới chịu ra anh em ạ. Con này nó khôn thật chứ. Dài đỡ. Ok mình mà đánh đòn đánh của nó, đánh cái đòn đánh cận chiến á thì nó mới được nhìn đam thôi. Đánh thường đánh tầm xa thì không được như thế. Rồi đỡ lên quậy luôn thôi. Đỡ đòn. Rồi đỡ được anh em ạ. Bãi nổi. Rồi đỡ ra đây nào, ra đây. Rồi chết luôn bọn mày già lắm. Gặp ngay cái full nail VIP thì chỉ có thật mày đỡ sao được. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử đến với map tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ chạy đoạn này cho các bạn xem.
Wow wow anh em ơi, đây là ông bán hàng này. Ông bán hàng này nhìn lạ phết đấy anh em ạ. Ông bán hàng này nhìn hơi lạ nha. Ok, thử nói chuyện mà. À ok, nó cũng như là cái ông bán hàng bình thường thôi, trong cái bộ dạng thay đổi chút gì đâu, đúng không? Kệ em đi. Ok, bây giờ mình sẽ debug cho cháu trước. Tua tiếp anh em ạ, tua tiếp. Ở đây mình thấy có cả cái xương này. Thế thôi, chỉ thế thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tới map khác. Ui, từ từ các bạn. Các bạn nhìn cái phần nào nát linh kìa. Nó không phải là hiện tượng cái đầu lửa, mà nó lại là hình của cái Mononite cơ. Ui, đầu tư đến cả cái phần nát linh cơ các bạn. Nó có Lector, nó không thay đổi gì này. Nó Lector không thay đổi. Ok. Tiếp theo là, ui, anh thay đồ, anh nâng cấp đồ. Ok, 4 cộng luôn anh em, cho nó VIP. Bây giờ là tên sao mà bị làm sao này. Ok, tôi tên ảo ảo cái gì ấy anh em ạ. Nhẹ mực đâu, nó chỉ là mấy cái hình chữ nhật thôi chứ cái gì đâu. Nạ thật sự anh em ạ. Ok, mình ghi đế map mới, nhỏ có mấy có cái gì không các bạn ạ. Nhỏ không biết đế map mới có cái gì không. Rồi nó vẫn nát đinh em ạ. Nó vẫn là cái biểu tượng nó nát đinh. Đấy, ok. Chúng ta có xương nguyền ở cái map này anh em ạ. Có cái xương nguyền này. Ngon luôn anh em. Đấy, nhưng chung map này cũng khá gì đặc biệt anh em ạ. Thôi thì bây giờ mình sẽ gọi là chuyển sang đánh bot cho anh em luôn nhá anh em. Với cả trước tiên mình dạy đánh bot thì anh em mình cũng sẽ dạy cho em cách gọi là leo tường nhanh. Thì các bạn không cần phải bấm nhảy liên tục làm gì cho mệt anh em ạ. Anh em nếu mà muốn leo nhanh thì anh em đầu tiên hãy làm cho mình ấy, để anh em lúc ân nhảy lên anh em ấn lăn đấy. Còn đây là cái cách mà mình sẽ dùng cái vũ khí cận chiến của mình đấy. Mình đánh xong mình ấn nhảy là nó sẽ leo lên rất là dễ rồi anh em nhá. Đấy, mình chỉ em cách leo tường nhanh như thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phòng huấn luyện anh em ạ. Ok, vào nào. Rồi loạn nhanh lên anh em, đoạt nhanh lên cho tao nhờ, khổ quá. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng gọi là ô con này như ông thủ thư anh em ạ. Nó con thủ thư phết, cứ học cái sách nghĩa thủ thư. Bây giờ thì mình sẽ tìm cái pool này để mình chơi nha anh em. Đây rồi, vua nêu đây rồi. Chúng ta cũng đã có hàng rồi. Ta sẽ dùng nó để mình... Rồi, đấy, đấy, ok. Cái đột biến thì... mình sẽ chỉ dùng cái gọi là... À không, mình không dùng cái... được. Mình không dùng Numosi được, mình dùng cái gọi là... hút máu này. Tiếp theo là... Isenemon, đấy, để chẳng may mất máu mình còn có thể... bật kịp bật hút máu, còn cái đó là Vegan. Cái này nó cứ kiểu như là anh em mất máu thì anh em được gọi là tăng khả năng gọi là tam mình thôi. Nếu mà anh em thấy nhá, cái map nào mà có số hiệu của Hononite thì anh em đánh tên nó sẽ bị cái hình chữ nhật. Đấy, còn The Queen này. Vào thử xem nào. Ok, map này có bị luôn rồi anh em ạ. Nghĩa là sẽ có 3 con bot để mình chiến trong ngày hôm nay. Ok, 3 con bot thôi. Nó cũng nhẹ nhàng tình cảm, chỉ mấy mê có 3 con bot đây kìa bạn. Và sẽ cùng đến map dễ nhất, đó là cầu đen. Ok, tôi không biết trong đây có phải cầu đen thực sự hay không, nhưng mà tôi mong là cái map này không làm tôi thất vọng anh em ạ. Ok, vào nào. Rồi, tôi đã ở một cái nơi nào đó, toàn sương mù. Đấy, bên dưới là nơi có con bot. Ô, đúng gần này nhé. 9 dam vậy, 9 dam mà. Ok, tôi sẽ cầm xuống, tôi sẽ chạy xuống nha mà. Rồi, đi thôi, đi thôi. Nha,
mà tốt. Ừ, đi thôi, mình vừa lên trên tí xem có gì không. Thì ra ngoài mà, ra ngoài nhảy chân. Ủa phải này, đánh mày mẹ, đúng 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 bực anh em ạ, bực quá, chả biết nói gì hơn anh em ạ. Mẹ nhảy ngu, đứa thằng nhảy ngu. Ok, mình đã trở lại ở đây. Bây giờ thì ok, mình sẽ thử nhảy xuống góc kia nào. Đấy, góc này lại ấy ấy, cũng không chết rồi anh em. Đấy, nhưng mà bây giờ mình bị kẹt luôn rồi anh em ạ. Chúng đòn giờ mình chết thôi, mình biệt cụ rồi. Nào này, chiến bộ cẩn thận nha anh em, chiến bộ cẩn thận này, mình sẽ xuống đây để mình chơi nó. Ok, gặp bố nào, bố tên gì rồi, vâng bố tên là bố cây dấu hình chữ nhật rồi. Ủa, mẹ mới vào bật cái chiêu rồi chất thế. Khe lửa anh ấy. Vãi cả đạn thật. Đánh xong nó khe lửa anh em ạ. Quá. Mình đánh mình tưởng nó ra chiêu cơ. Anh gặp nó khe lửa. Con này nguy hiểm này. Con này nguy hiểm. Ok. Tôi chợt nhận ra tôi mang cái kiếm người trong người rồi nè. Tôi sẽ vứt cái kiếm người tôi ra thay một món khác thôi. Bởi vì tôi không phải là cao thủ. Ok. Tôi không thể là no hit con đấy cho các bạn được. Cho dù nó là con yếu nhất trong game chăng nữa, dễ ngã nhất thì nữa, tôi không tin là tôi sẽ hoàn thành đâu. Vậy là bây giờ nó sẽ trở lại. Ok, trở lại rồi. Hãy cùng nhau đánh nào. Ui má nó vừa bật chiều cái tung lên trời luôn. Đánh nó. Rồi. Còn đang trầm ẩn đấy ở trong ấy. Đánh nó lửa. Đấy, giờ đánh tao. Chói rồi, đánh sao được? Cay không? Rồi, rồi bật chiều, rồi làm nhiều cao. Làm gì? Chói rồi bị làm được gì? Chói. Ui ôi mẹ đánh lửa. Ok. Nhảy lên đánh nó. Đánh nhẹ đấy. Cay không? Cay không? Cay không? Ôi đi. Bèo cho mình chiêu. Bực. Ôi đi. Mình tưởng mình parry được nó. Đây rồi. Ok parry được rồi. Parry xong. Lâu 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 bực chiêu. Lửa anh em ạ. Mẹ. Cay. Ua. Bay lên à. Bay lên. Bay lên. Bay lên. Ua ua ua. Bay lên. Làm dự cao. Xin lỗi anh, hai chục bột phát nha anh em, hai chục bột phát là nguy hiểm lắm đấy, đau lắm đấy. Rồi làm sao, làm gì đâu anh ơi, anh ơi. Úi ồ kẹt tay không, tay không, bây giờ nó bị kẹt không lại là nó sang nó nguy hiểm nữa anh em ạ. Đi không được là đi lại đấy. Rồi rồi, úi ồ kẹt. Cay cực đã, còn bố cay lắm. Cho nó kẹt, ôi thật kẹt. Kẹt cay không, cay không. À, cay không. Cay, cay quá thôi. Thua thôi em ơi. Không cơ thì ra để nó hit chứ con này đó các bạn ạ. Mệt lắm. Ok. Nhưng mà mình đã chiến xong con đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chiến con thứ hai nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là lên trên cái nơi mà đây để con này đợi. Ok, hãy cùng nhau đập rồi ta keeper đây. Ok, đây là phòng đồng hồ này, tôi không biết trong đây phòng này như nào nữa anh em ạ. Tôi biết là sẽ có đều cho đặc biệt ở trong cái map này, tôi mong là nó sẽ có cái điều đấy. Ok đi thôi. Ủa con gì bay mày đặt biết à. Đúng không? À! Ui! Tôi dừng sau! Ui! Ngầu đét luôn anh em ạ! À. Ui! Chạy khắp map luôn! Trời ơi! Đỉnh cao! Ôi! Ơi, hai em! Em có làm gì anh đâu! Rồi! Còn dưới kia có hai cuộn kìa! Nó không biết lấy hai cuộn đấy kiểu gì á! Anh em biết thì anh em chỉ tôi nhá! Bây giờ thì chúng ta... Ok! Mình sẽ trở lên trên thôi mà! Xem có cách nào khác để tới được không? Ngốc chết không có này. À, nhảy dưới không được này. Ok thôi chịu rồi. Chịu rồi biết sao giờ. Chiến mốt luôn nha anh em ơi. Ui ôi.
con này là con kim 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 tạo, cái này là con cái kim có cầm cái vũ khí gì mà có cái kim để kim chỉ ấy, kim chỉ đúng rồi, để móc chỉ ấy, móc chỉ may quần áo đấy. Ok mua cái con này, ok đỡ được rồi. Cái con này là cái chiêu gọi là cái chiêu gì, cái chiêu kéo của nó ấy, nó chậm hơn bình thường anh em ạ. Mình cảm giác nó chậm hơn bình thường thực sự ấy, mình không quen nên là mình không thể đỡ được anh em ạ, anh hiểu không? Rồi ui đỡ tao này, tao phải chừa rồi. Bây giờ nó sẽ tung phase thứ hai của nó, sẽ tung đòn đánh thứ hai của nó kiếm này đấy, không chậm hơn bình thường anh em đừng tưởng chậm hơn là dễ nhẽ hơn, thực ra không anh em ạ. Khi mà anh em đã quen với tốc độ bình thường mà chơi chậm hơn hay là nhanh hơn ấy, thì anh em sẽ đều gặp vấn đề nha, đều sẽ không thể tránh được thật sự ấy, anh em phải quen luôn. Thằng nào mốt này nó cũng tình chỉnh nó thấp hơn bình thường, nhưng mà dù thấp hơn bình thường hay không thì vẫn tèo. Mình nhớ chơi đi đồn này. Đỡ, ok mày chết rồi mà đỡ sao được, đi thôi em ạ, bye bye. Ok như vậy là cháu từ tám kiếp đi rồi, giờ còn mình còn phải đấu với một con ở The Queen nữa. Mình nghĩ đó là con khó nhất trong cái mốt này, mình mong rằng là như vậy, xem là con này nó sẽ như nào. Mà mình chợt nhận ra là mình nhận được bao nhiêu scone ấy, thì trong cái huấn luyện này khi mà mình trở lại cái phòng bình thường ấy thì nó vẫn sẽ giữ nguyên. Ngày mai mình sẽ có 2 scone để mình đấu với con The Queen này. Rồi vô luôn đây các bạn này. Ok bây giờ đây cái map này toàn là lửa này, mặt trăng này. Tôi nghĩ là năm sau nếu mà ra DLC mới thì tôi sẽ nhất định review tiếp cho anh em. Vì tôi không, tại vì tôi rất thiếu tiền nhưng mà tôi sẽ làm vì anh em, ok chưa? Ok hãy cùng nhau chiến có bước cuối cùng nào. Bây giờ ok chung công rồi, chả có gì cả. Với bước 4 BC nhưng mà sẽ nói đối với con cuối cùng vẫn là con cầm kiếm theo á anh em ạ. Rồi không biết tên đâu, đập vui ua con này móng trâu á, mình đập nó lấy giờ ua mà sợ chưa, ua nó kiểu nó nhìn tóc biến anh em ạ. Ua đù ua ồ này tóc biến nó bằng phải có animation anh em ạ. Cái được khi nhìn như là nó không có đâu. Rồi đỡ này, rồi đấy khe lửa anh em ạ. Mẹ này được đấy, máu trâu đánh lâu cũng chết, bình tĩnh thôi anh em ơi. Nè tao phan mày luôn này, làm gì tao đánh mày làm gì tao, làm gì được, không thể làm gì được anh em ạ. Anh em phải hiểu trình độ này quá kém rồi, nhưng mà cái này đánh đau thật các bạn nhá. Mình có dụ ấy xịn mốt đâu, không thật đấy, không dụ ấy xịn mốt đâu. Con này đánh đau là thực sự đánh rất là đau. Tất cả lại là à không, ý mình là mình đánh nó không xi nhê gì, nhưng mà nó đánh mình thì nó đánh kiểu nó đánh mình nhiều đòn này thì mình cũng gọi là sẽ yếu đi, nhưng mà mình có 4 bình rồi, mình nghĩ là mình sẽ đỡ được cái con này rồi. Biến đứt không gian, ủa cái này là không phải nó trắng trắng đâu anh em ạ, mà là có cái kiểu cái phi tiêu nó phi đấy. Rồi á ném lại, ném này, ném nửa này. Ủa anh ơi, tay em làm giáp anh ơi. Ủa mẹ phi thẳng mắt mình ạ. Ở đây anh ơi, đi. Mẹ mình có gì nói chuyện từ từ thôi, căng mà anh. Ôi uống máu ạ, con này chấm ghê quá anh em ạ. Ok thử đôi đó, ui má nó bay tí là ra ngoài đấy anh em ạ, tí là rồi đấy. Vô đây này, con này mình đánh lôi xuống chết anh em ạ. Dưới nó bắt mình gần 20 máu ạ, vãi nồi thật sự. Dám đi, à không chết được trước mình, nó còn chết được cả đằng sau. Wow, con này được đấy, kỹ năng cao đấy anh em. Bảo tôi nó hit, tôi thấy anh em mà nó hit được con này anh em nên đi gọi anh em là cao với anh em ạ. Đấy không chém được luôn, vãi không chém được. The Queen trên game mình còn chém được, sao con này không chém được.
con này mà anh em no hit được con này là chứng tỏ tôi biết anh em là trình độ rất cao rồi. Anh em nên tự hào về bản thân nhá. Tôi thì không làm được điều đấy. Con này nó đánh đau quá mà. Rồi, chậm. Chậm bị tinh của anh ơi. Tôi chậm với cháu á, anh ăn máu trâu rồi. Em máu của mình mấy đâu. Đấy, cái phây con này nguy hiểm này anh em ạ, thật đấy. Tôi đánh nãy giờ là nó mất gần cây rồi. Chúng ta chỉ mà nó tầm 4-5 phút để tôi chơi con này thôi. Bình tĩnh nha anh em ạ, cứ bình tĩnh nha. Anh em thấy video này sắp hết rồi nhưng mà mình sẽ đánh quay con này chết nha. Anh em hiểu là mình sẽ thắng con này rồi ấy. Ok, mình sẽ đánh tiếp. Rồi, thắng đi. Yeah. Ui, giờ xuống này anh em ạ. Video anh em ạ. Cuối cùng tôi có đóng kim con The Queen, con chùm cuối rồi. Thật tuyệt vời anh em ạ. Hãy đâu là cho chàng hỗ tay thôi. Mẹ đánh mãi mới chết anh em ạ. Đánh là mấy phút rồi, gần 5 phút. Rồi. Rơi xuống cả. Mẹ mất con mẹ nó. Đi đường này luôn. Ok, như vậy là video của mình đây kết thúc rồi anh em ạ. Thì mình đã đánh con The Queen thành công rồi. Coi như thật là chẳng có gì làm nữa. Ok, mình quên mất là mình còn có cả cái đoạn đường bí ẩn nãy mình quên có nói với các bạn ở đầu clip. Ok, mình sẽ tắt lấy xin mode đi bởi vì mình thấy trong đấy có bẫy anh em ạ. Mình bật lấy xin mode. Tự nhiên đầu cứ lú lú sao các bạn. Ok rồi, xuống vai gai. Ui mẹ đau, đánh đau phết anh em ạ. Ok, nặng ấy chết rồi. Rồi, qua. Mình dùng cái khiên sát thủ cho nhanh anh em ạ. Ok. Đã, nha. Ôi một đoạn, ôi hai đoạn. Phải rồi. Mày quá, mày quá. Ôi dưới toàn gai này. 1 2 mạnh. 2 năng. Rồi, qua. Chúng ta có kiếm máu anh em ạ. Ok. Kiếm máu. Kiếm này thì tiếp sử dụng kiếm này nào. Cái này là mình vừa thấy là đam nó đây tới tận mấy trăm nghìn lận đây anh em ạ. Mấy trăm nghìn đam không biết như nào anh em. Ok, chạy thẳng ra quái đập nó luôn anh em ơi. Ngán gì. Rồi chết. Rồi, một trưởng đi luôn anh em ạ. Một buổi tan trường. Một uôn. Mình đánh chết một con thì con bên cạnh cũng chết theo anh em ạ. Uôn cũng là một buổi tan trường rồi anh em ạ. Nó chính xác nó là một buổi tan trường. Nó rất tuyệt vời anh em ạ. Ok. Đấy, mình đấy mình chia sẻ em đến cái mạo mốt để thế thôi. Chung mình xin mê thì mình không biết còn gì sâu trong đây nữa. Nếu các bạn biết thì các bạn hãy gọi là chia sẻ cho mình phần bình luận nha. Mình cũng sẽ để link mốt ở phần bình luận nữa. Nên là các bạn có thể vào xem. Đấy, ok chưa?